Đấy, chào mọi người trở lại kênh của em ha. Thì một cái video có một con máy khá là ngon nha mọi người. Con này là một con TD33 nha mọi người. Con này là Kawasaki TD33. Con này 33cc nồng ở nó 36 37 ly gì đó. Cũng khá là mạnh. Chế cháy ga nha. Này là dọn nổ rồi nó mới bỏ bi để cho không có bụi mọi người. Tay ga sóng. Ok, cái này là mình nới lỏng ốc ra xong rồi mình đẩy lên thôi nha, do tại để cho nó dọc theo cái cần để cho nó gọn, độ bò bự luôn nha. Máy này nó nổ rồi nha mọi người. TD33 con lớn ha, con bự luôn. Kawasaki TD33 dọn nổ luôn nha mọi người. Này 33cc nha. Này 33cc. Cần này cần xoay được. Này chỉ mình nới lỏng 5 con ốc mà mình xoay cái tay lái đó là mình dùng thôi. Má cái hơi nó khiếp quá. Con này cắt là thôi chậu bò. 33cc nha. Thì con này làm nổ rồi nha mọi người. Đại con này nó còn sang làm nổ rồi. Này giá nó là 1,3 triệu nha, không có bao ship. 1,3 triệu không bao ship nha. Tay ga bóp sóng. Cần lớn, đầu bò bự, côn lớn. Rồi ai mua thì cứ chốt chuyển khoản cho em nha, số tài khoản bên dưới phần mô tả. Rồi chào mọi người nha.